phát hiện thi thể người trong bồn chứa nước ở cây xăng. Vụ đầu độc người thân bằng cyanua ở Đồng Nai, hàng xóm bàng hoàng. Hải Dương khởi tố đối tượng sát hại mẹ của tình địch. Nữ khách hàng xúc động vì thắng kiện Sacombank 47 tỷ đồng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngày mùng 5 tháng 7, công an tỉnh Bình Thuận hoàn tất khám nghiệm hiện trường làm rõ cái chết của một người đàn ông được phát hiện trong bồn nước thuộc khuôn viên trạm xăng dầu ở xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Theo thông tin ban đầu, lúc chiều cùng ngày thấy có dấu hiệu bất thường của mùi nước, nên nhân viên trạm xăng dầu đã tiến hành kiểm tra bồn chứa. Khi mở nắp bồn chứa nước, thì nhân viên chạm xăng dầu này tá hỏa, phát hiện một thi thể một người đàn ông ở bên trong, với tư thế nằm úp, nổi lên bề mặt nước và có dấu hiệu phân hủy. Nạn nhân được xác định là anh LQV, sinh năm 1991, là nhân viên cây xăng, được cho là mất tích 3 ngày qua. Bể nước nơi phát hiện thi thể diện tích hơn 10m2, cao 1,2m, nằm đằng sau trạm gần kho chứa xăng sự việc được trình báo công an địa phương đã lập tức đến hiện trường sau khi ghi nhận hiện trường công an đã cho người đập bồn chứa nước đưa nạn nhân ra ngoài để khám nghiệm sự việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đến trước cây xăng để theo dõi vụ việc sau khi hoàn tất khám nghiệm nạn nhân được bàn giao cho gia đình về lo hậu sự vụ việc đang được công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận điều tra làm rõ liên quan vụ nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích, đầu độc nam thanh niên NHBT, 18 tuổi, cháu ruột Bích, bằng cyanua ở huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nhiều người dân cho biết họ vẫn chưa thể tin nổi vụ việc lại xảy ra ngay nơi mình sinh sống. Tại căn nhà trên đường Hùng Vương, thuộc xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, cửa sắt đóng kín mít. Ông Quy, ngụ ở xã Vĩnh Thanh cho biết, căn nhà này trước đây bán cơn tấm từ khi anh NHBT, nạn nhân bị đầu độc, nhập viện điều trị thì đã tạm ngừng kinh doanh. Ông Quy kể thêm, tôi là bà con họ hàng với ông Hát, ông Hát là cha ruột Bích. Bích bị công an bắt, chúng tôi cũng không biết. Đến chiều nay khi đọc báo, xem trên mạng xã hội, tôi mới hay tin. Căn nhà kia là của vợ chồng ông Hát, ông Hát mất hồi trước Tết, còn vợ ông Hát thì đang ở nước ngoài. Tính đến nay nhà đó đã đóng cửa gần 2 tuần. Theo người họ hàng này, ông Hát có tới 6 người con. Nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích là con gái thứ ba. Trước đây, Bích có bán cơm tấm, nhưng tầm vài tháng nay, Bích nghỉ bán. Quán cơm do vợ chồng anh trai Bích là cha mẹ của nạn nhân T quản lý. Vào khoảng cuối năm 2023, chồng của nghi phạm Bích qua đời. Sau đó đến lượt cha của Bích mất. Ít lâu sau, con trai ruột của Bích và hai người cháu tử vong. Ông Quy nói, qua điều tra tôi mới biết Bích khai nhận là người đầu độc cháu T. Ở đây ai cũng sợ hết vì không ngờ vụ việc lại xảy ra. Còn cháu trong nhà mình không làm gì được dù rất đau xót. Từ sáng đến giờ người ta bàn tán nhiều, tất cả đều chung một tâm trạng là không dám tin. Cách căn nhà xảy ra vụ việc đau lòng không xa, một số người dân bàn tán xôn xao về thông tin nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích bị công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ do đầu độc anh T bằng cyanua. Chị T cho biết chỉ trong vòng chưa tới một năm mà xóm nhỏ đã chứng kiến năm đám tang xảy ra tất cả đều là người thân của nghi phạm bích và nạn nhân t ban đầu không ai nghĩ gì nhiều chỉ đến lúc anh t nhập viện cấp cứu và phía gia đình anh trình báo công an yêu cầu điều tra người dân mới hay tin về vụ đầu độc chị t khẳng định chỉ riêng căn nhà bán cơm tấm đó là đã làm ba cái đám tang trong vòng một năm qua còn theo chị l người sống sát nhà nghi phạm cho hay bích này là người ăn nói khôn khéo thường hay chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội. Trước khi bị bắt vì liên quan vụ án đầu độc cháu ruột, Bích cũng hay vay mượn người trong xóm. Chính chị L cũng có lần cho Bích vay tiền. Chị nói, ở sát bên nhà nên tôi sợ lắm. Hai ngày trước khi bị bắt, Bích còn sang quán nước của tôi ngồi. Dù trước đó cả chồng và con trai đều qua đời, nhưng phản ứng của Bích khá bình tĩnh. Chị L cũng cho biết, Bích không gây gổ hay có mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, từ sau khi chồng Bích qua đời, Người dân trong xóm có nghe tin đồn, người này thiếu nợ số tiền lớn. Hiện tại, Nguyễn Thị Hồng Bích đã bị công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội danh giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Hồng Bích đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cũng liên quan đến vụ việc giết người bằng chất độc xyanua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân có thông tin liên quan hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích cung cấp qua điều tra viên Trần Văn Nghi, số điện thoại 0903 624 479. Ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Dương, 39 tuổi, trú tại phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để điều tra về hành vi giết người. Ngày 29 tháng 6, Trần Văn Dương tìm đến một nhà nghỉ tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng vì nghi vợ là chị Hát có quan hệ bất chính với anh NPG cùng chú tại địa phương tại đây. Đến nơi, Dương phát hiện vợ ở trong nhà nghỉ nên đã làm chị Hát bị thương ở chân, phải nhập viện điều trị. Sau đó, Dương đi xe máy về nhà mẹ của anh Dê là bà PTK ở khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn. Tại đây, Dương dùng dao chém vợ chồng ông bà Ca. Hậu quả, bà Ca thiệt mạng tại chỗ. Ông P, chồng bà Ca bị thương nặng. Chưa dừng lại ở đó, Dương còn tiếp tục cầm dao đến nhà anh NVH cách nhà bà ca khoảng 300 mét vì nghi anh hát có quan hệ bất chính với vợ mình cách đây nhiều năm. Khi gặp anh hát, Dương đã tấn công vào tay nạn nhân. Nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng công an phường Thái Thịnh đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ nghi phạm ngay sau khi Dương bỏ chạy từ nhà anh hát. Ngày mùng 5 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng nổ súng làm cô gái 22 tuổi thiệt mạng. Theo cơ quan điều tra, sáng mùng 3 tháng 7, công an thành phố Hà Nội nhận tin báo một cô gái bị bắn tại địa bàn quận Long Biên. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua xác minh, danh tính nạn nhân là TQH, 22 tuổi, chú quận Hoàn Kiếm. Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, giám đốc công an thành phố chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, công an xác định khoảng 19 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 7, chị H cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1 giờ ngày mùng 3 tháng 7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, trú tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984 chú tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang sáng ra về, một người trong nhóm của Hát có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sang. Về đến nhà, Sáng và Quang bực tức gọi cho Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, chú tại Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, rủ đi gây gổ với nhóm của chị Hát. Cả ba người lên xe ô tô mang theo súng, kiểu súng bắn đạn bi, quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị Hát Sáng bảo dừng lại nói chuyện, nhưng nhóm hát bỏ chạy. Sáng lái ô tô đuổi theo. Đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị hát. Hắn liền dùng súng bắn về nhóm đối phương rồi bỏ trốn cùng đồng bọn. Đến khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7, các đơn vị công an thành phố bắt giữ Vũ Thành Quang tại Nam Định khi hắn đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Công an yêu cầu Đinh Xuân Sáng và Nguyễn Xuân Đạt ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Công an đề nghị người dân nếu biết thông tin về hai nghi phạm trên và ô tô Hyundai Accent màu trắng, biển kiểm soát 90A 18039 thì cung cấp thông tin cho phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Các trường hợp che giấu, bao che không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bà Hồ Thị Thùy Dương, ngụ thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, người vừa thắng kiện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, hay còn gọi là Ngân hàng Sacombank, cho biết vẫn chưa tin đây là sự thật. Theo bà Dương, từ tháng 3 năm 2023, bà cùng chồng lặn lội khắp nơi từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, rồi các cơ quan pháp luật của tỉnh Khánh Hòa để trình đơn thư kêu cứu về việc bị mất tiền khi gửi ở Sacombank. Bà Dương kể, dòng dã hơn một năm qua, bà đi thu thập chứng cứ liên quan vụ việc để chứng minh mình đã làm đúng đủ thủ tục khi gửi tiền vào Sacombank. Tuy nhiên, bản thân bà không hề rút tiền nhưng lại có cả chữ ký chứng trong 12 giao dịch rút tiền với tổng cộng 46,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, phía Sacombank bác bỏ và cho rằng tất cả các chứng từ rút 46,9 tỷ đồng đều có chữ ký của bà Dương. Về số tiền 20 tỷ đồng đã hoàn trả cho bà Dương trước đó, Sacombank cho rằng chỉ là tạm chi theo yêu cầu của khách hàng vì bà Dương nói đang khó khăn, nếu đợi các kết luận của cơ quan điều tra thì sẽ rất lâu nên đề nghị ngân hàng trả lại tiền. Do vậy, phía ngân hàng khẳng định việc chi trả 20 tỷ đồng và giữ hai giấy quyền sử dụng đất của vợ chồng bà Dương là đúng quy định pháp luật. Tại phần tuyên án, hội đồng xét xử nhận định 12 giao dịch với số tiền 46,9 tỷ đồng đúng với các giao dịch đã thể hiện trong sao kê tài khoản mà cả hai bên cùng xác nhận trong các biên bản làm việc trước đó. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng qua nghiên cứu tài liệu, hồ sơ vụ án và đối đáp tại tòa đủ căn cứ Chủ tài khoản là bà Hồ Thị Thùy Dương không thực hiện việc rút tiền mặt và chuyển khoản số tiền 46,9 tỷ đồng trong tài khoản của mình. Trong 12 giao dịch, có 2 giao dịch diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022 không thể do bà Dương thực hiện vì đương sự đang đi du lịch ở Phú Quốc. Chưa hết, hội đồng xét xử cũng cho rằng về quy trình rút số tiền 46,9 tỷ đồng trong tài khoản của khách hàng Dương có nhiều sai sót. Cụ thể, việc rút tiền không bằng chính chủ tài khoản có mặt tại trụ sở phòng giao dịch rút tiền ngoài giờ quy định, chuyển khoản với số tiền vượt quá hạn mức cho phép và mang chứng từ ra khỏi trụ sở ngân hàng trái quy định. Tại tòa, đại diện viện kiểm sát cũng đồng quan điểm khi cho rằng có nhiều bất thường trong quá trình thực hiện 12 giao dịch tiền liên quan tài khoản của khách hàng Hồ Thị Thùy Dương. Trong suốt phiên tòa, qua luận điểm của nguyên đơn và đối chiếu các tài liệu trong vụ việc, hội đồng xét xử đồng ý với quan điểm nguyên đơn về lỗi trách nhiệm thuộc về Sacombank trong vụ việc này. Từ đó tòa tuyên Sacombank phải trả cho bà Dương số tiền gốc còn lại là 26,9 tỷ đồng, phải trả hơn 7 tỷ đồng tiền lãi chậm trả cho bà Dương và trả lại hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nguyên đơn. Bà Dương chia sẻ khi nghe tin chồng báo tin rằng tòa tuyên mình thắng kiện buộc ngân hàng phải trả lại toàn bộ tiền đã mất và lãi cùng hai sổ đỏ, tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, tôi đã bật khóc. Chắc chắn sự việc sẽ còn kéo dài, nhưng tới đâu hay tới đó, giờ tôi có thể cho phép mình vui vẻ một chút sau chừng đó thời gian cầm đơn từ đi kiện kêu cứu đòi tiền còn ông nguyễn quang vinh chồng bà hồ thị thùy dương cũng thừa nhận không thể giấu nổi cảm xúc sung sướng khi nghe tòa tuyên án ông vinh nói dòng dã hơn một năm qua đi khắp nơi để mong họ nhận đơn đòi lại tiền đã mất mình không nắm vững luật nên khi ra tòa rất run lúc trả lời hội đồng xét xử mình chỉ nói đúng sự thật đúng tài liệu mình có và thêm niềm tin vào sự thật Ông Vinh cũng cho biết lý do không thuê luật sư bảo vệ một phần vì tin vào công lý. Ngày 5 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ án xảy ra ở Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạng một thành viên Redco về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Trung, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Redco 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Phước Ngọc, cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh và quản lý nhà thành phố Hồ Chí Minh, cựu tổng giám đốc chủ tịch hội đồng thành viên Redco, 4 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Công Đức, cựu thành viên hội đồng thành viên Redco, Đỗ Văn Phúc, cựu thành viên hội đồng thành viên Redco, lĩnh 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Võ Hữu Hải, cựu thành viên hội đồng thành viên Redco, Hoàng Hải Đăng, cựu phó tổng giám đốc Redco, cùng mức án 3 năm tù treo bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng, cựu thành viên hội đồng thành viên Redco, Nguyễn Đình Phú, cựu phó tổng giám đốc Redco nhận mức án 2 năm tù treo. Về phần dân sự, đối với việc chuyển nhượng hai mặt bằng 289 trên 18 Lý Thường Kiệt và 682 Hồng Bàng gây thất thoát hơn 3,9 tỷ đồng, về nguyên tắc cần buộc các bị cáo liên đới bồi thường tương ứng nhưng các bị cáo đã nộp tại cơ quan điều tra 3,5 tỷ đồng. Tại tòa, hội đồng xét xử ghi nhận việc các bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả hai mặt bằng này, nên hội đồng xét xử đề nghị hủy bỏ ngăn chặn theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu của công ty địa ốc Sài Gòn 5 không trái quy định và đảm bảo khắc phục thiệt hại cho Redco. Hội đồng xét xử chấp nhận việc công ty nộp lại hơn 44,1 tỷ đồng tiền tranh lệch cho Redco. Do vậy, phần thất thoát của Redco đã khắc phục, nên hội đồng xét xử không buộc các bị cáo khắc phục hậu quả của mặt bằng bình đăng. Redco là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành lập năm 1997, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng dự án nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, chương trình giải tỏa cây rạch chung cư, nhà ở công nhân. Năm 2010, tổng công ty chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với nhiều công ty con, công ty liên doanh và liên kết bản án xác định tháng 8 năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương giao Redco thực hiện dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Rạch ụ Cây để có vốn thực hiện, Redco xin chuyển mục đích sử dụng 15 mặt bằng nhà đất để cấn trừ vốn đầu tư giai đoạn 1 của dự án thay vì phải nộp vào ngân sách. Từ năm 2012 đến năm 2016, Redco được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất và giao 10 trên 15 mặt bằng chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng theo quy hoạch của thành phố. Tuy nhiên, Redco không thực hiện mà chuyển nhượng 10 mặt bằng này cho nhiều đơn vị không phải là thành viên của Redco. Lãnh đạo Redco đã không báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển nhượng các mặt bằng nói trên việc chuyển nhượng không được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài sản nhà nước với giá thấp hơn giá thị trường, gây thất thoát cho Redco hơn 45,4 tỷ đồng. Sở Y tế Hải Phòng đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí thông tin về nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 120 công nhân công ty đóng tàu sông cấm nhập viện điều trị vào cuối tháng 6. Theo đó, qua xác minh, sự việc xảy ra sau bữa ăn trưa ngày 27 tháng 6 tại bếp ăn tập thể công ty đóng tàu sông cấm Thời điểm đó, bếp ăn có 178 công nhân của công ty sông cấm dùng bữa với hai thực đơn khác nhau. Sau khi kết thúc bữa ăn và nghỉ ngơi được 30 phút, có 127 trên 178 công nhân phải nhập viện khẩn cấp. Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hải Phòng đã kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện người chế biến, điều kiện vệ sinh nơi chế biến, thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn tại bếp ăn tại doanh nghiệp, đồng thời tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại bếp ăn tập thể của công ty để gửi đi kiểm nghiệm. Kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn lưu và mẫu thực phẩm cho thấy hàm lượng histamin trong mẫu thức ăn cá thu ngừ kho cao gấp 40 lần mức giới hạn cho phép tối đa trong thủy sản đông lạnh. Các mẫu thức ăn, thực phẩm như canh rau ngót, dưa hấu, bí xanh không phát hiện dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật theo chỉ tiêu chỉ định. Được biết, nguồn gốc nguyên liệu cung cấp bữa trưa cho công ty cổ phần đóng tàu sông Cấm ngày 27 tháng 6 từ hai đơn vị. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cung ứng và phát triển nông nghiệp Bắc Việt ở xã Hồng Thái, huyện An Dương cung cấp cá thu ngừ, thịt gà, thịt lợn. Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hà ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng cung cấp rau củ quả. Lô cá thu ngừ cung cấp cho bữa trưa ngày 27 tháng 6 là cá thu ngừ đông lạnh được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cung ứng và phát triển nông nghiệp Bắc Việt mua từ công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền. Ngay sau đó, Tri cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã kiểm tra đột xuất kho lạnh công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long kết quả kiểm tra thực tế tại kho không phát hiện còn tồn cá thu ngừ cùng lô với lô thực phẩm liên quan đến vụ ngộ độc sau khi xảy ra vụ việc sở y tế hải phòng đã tạm dừng hoạt động cung cấp dịch vụ cung cấp suất ăn của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thành hưng tại bếp ăn tập thể công ty cổ phần đóng tàu sông cấm đồng thời yêu cầu công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu hạ long ra soát dừng lưu thông thu hồi sản phẩm cùng lô liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm Sở Y tế Hải Phòng kết luận món cá thu ngừ kho với hàm lượng histamin vượt quá giới hạn cho phép trong bữa trưa ngày 27 tháng 6 là nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm trên. Theo Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm thành phố Hải Phòng, đối chiếu các quy định hiện hành, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Thành Hưng sẽ bị xử phạt mức 180 triệu đồng về hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo Nghị định 115-2018 của Chính phủ, thẩm quyền xử phạt do Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định.